bạn theo mình được biết là bạn hay có một cái giọng sáo rất là tuyệt vời của người Mường. Theo như bạn hôm nay về dự với cái chương trình Người Mường Muốn Phương là bạn thấy cái điệu sáo của mình so với là người Mường Bi là có gì khác và so với cái người Lạc Sơn của mình không? Nói chung thì đến nói về sáo trúc thì thường thì nói về mỗi nét đặc trưng của những huyện, những xá. Đến Mường Bi thì sáo thì những ca khúc sáo về những cái giai điệu của dân ca Mường ấy thì cũng có khác chút, nhưng mà vẫn âm hưởng âm vang núi rừng của đất Hòa Bình, quê hương Hòa Bình rất là hay. Và những cái giai điệu của ngân nga trầm bổng đấy, những cuộc sống văn hóa sinh hoạt đời thường của những con người ở vùng quê. Cảm ơn bạn nhé. Bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.